Dâu dâu dâu, bà có sâu. Chào mừng 500 anh em đã quay trở lại cùng với YouTuber Đơ Mơ Gaming trong tựa game Meta Saloon của VNG. Chào ngày mới và chúc anh em có những trải nghiệm tuyệt vời cùng với những game hay là cuộc sống hàng ngày cũng như vậy, đúng không? Để xem chúng ta hôm nay có những cái gì anh em nhá. Thưởng ngày này. Ấy da, rất nhiều thông báo. Vượt đại khó 15.1. Cái này mình vượt rồi mà. À, có nghĩa là mình vượt trước khi mà nó xuất hiện anh em ạ. Đúng không anh em? Mình đã vượt trước khi mà cái này nó xuất hiện anh em này. Đấy, tai nạn máy bay này. À, hóa ra nó mở trước. À, chứ không phải là hack map đâu anh em. Nó vẫn thế anh em ạ. Đây, đi qua hết rồi đúng không anh em? Bây giờ tự nhiên nó bắt đi vượt lại khó 15.1 để làm gì nữa? Khi mà cái này tôi đã vượt tối ngày hôm qua rồi, đúng không? Chúng ta có gì anh em nhỉ? Để xem shop nó có cái gì không anh em. Xem shop nó có gì không nha. Ui ôi mẹ. À ừ, đại khó 13 nên vào được. Từ ngày khó 14 thì chịu anh em. Ông gì ạ? Ông ấy của tôi đã vào ai khó độ khó 14 rồi anh em. Áp lực thật sự. Anh em đã vào đến ai độ khó 14 rồi cơ. Buồn lắm. Nào, tranh thủ không? Bạn mời cái là phải tranh thủ đi luôn anh em. Đúng không? Tranh thủ đi luôn vào ngay. Tranh thủ đi luôn vào ngay anh em nhá. Có hai Lina, Tama của mình không có skill anh nhở. À không có skin, đúng không? Skill là kỹ năng, skill khác. Ai khó 13. Chứ gì ạ, dính slow rồi. Dính đã dính slow rồi anh em. Ô lag à. Anh em lag hay sao nhỉ? Ui ôi. Kia tí máu nhỉ. Không sẽ sai ở đâu. Mình đang cầm Tama quen anh em, tự nhiên là cầm sang đằng này thấy nó hơi nhìn hơi lạ, nhân vật nó kiểu nó hơi lạ lùng một tí. Lạ lùng em hỡi. Nào lại làm của hai lại. Không có hai lại à? Nhặt không nhặt được ấy nhờ anh em nhỉ? Không nhặt được. Không, từ nãy giờ không nhặt được phát đấy nào anh em. Đấy. Nãy giờ cứ bảo nó không nhặt được phát nào. Quá đầu. Từ nãy giờ không nhặt được phát cờ lê nào. Gặp ai đây? Zack à? Lâu lâu cũng nhìn thấy cái map Zack anh em nhé. Lâu lâu chúng ta nhìn cái map rắc cao thủ 6 lòng. Câm lặng. Võ lâm cao thủ. Rắc. Rắc đi xa bẹ. Cần bê đấy bao giờ không. Rồi né ra đây. Ơi. Cao thủ võ lâm khác phải bay nhảy như vượn ấy. Bay bay nhảy như chim. Cao thủ võ lâm khác anh em. Bay nhảy cứ như chim. Lâm có khác bay nhảy cứ như chi. Đâu rồi? Rắc cao thủ đâu rồi? Cao thủ lại né ra bên kia rồi à?
Hơi mất thời gian đúng không? Càng ngày đi ải càng lâu anh ạ. Ngày xưa đi ải rất nhanh đúng không? Bây giờ đi ải mẹ lâu vãi là đúng, càng ngày độ khó càng lên. Không phải ngẫu nhiên mà lên những cái độ khó như này rồi anh ạ. Đấy, không nổi rồi, càng ngày càng khó, càng ngày càng khó. Ui ngon, lại được hai xương này. Tám tám tám, ui ôi không được 8 tám tám, à được 8 tám tám thì ngon anh em nhỉ. Không được 8 tám tám. Ôi cũng được đúng không, cũng được. 3 phút 14 giây lộ thật sự. Đấy, đầu dễ mà đi được nhanh như đâu nhỉ, dễ mà đi được nhanh như đâu. À ông kia cầm quả AK lỏ quá. À lại chuyển sang sáu lòng đây, tôi đã ăn cho. Ờ giải tán mất. Ê buồn. Thế mới buồn anh ạ. Ờ nào xem sáng có ông nào đi không, tranh thủ làm nhiệm vụ luôn anh em nhá. Thiên này, mèo này, Lucifer này, hai thằng bỏ mẹ đi ải 14 hết rồi, nó bỏ anh em mình này. Phát xít này, dưa này, mèo này, ba ông này này. Ừ, mấy ông này mày bịp thế nhỉ. Một ông nữa xem nào. Mèo lại đi với ai rồi? Không dưa đâu. Có ai không nhỉ? Không có ai nhé. Thì mình vào mời xem có ai không. Sáng ra mà công đi đâu vậy? Máu à? Hai ông vẫn chưa thống nhất được với nhau là chơi cái gì à? Xuất phát. Lại bắt mình đam. Chó ông phát xít đam. Khó chịu thật sự. Khó chịu thật sự đúng không? Vẫn chưa hình dung thế nào. Mình không muốn đam nhưng mình đi đam nhiều quá. Mình đang muốn chọn khiên với cả gì là chọn máu để làm nhiệm vụ, tranh thủ làm nhiệm vụ luôn đúng không? Mẹ tại cầm 6 lòng đúng không nào cho đi support. Sao cầm cú kích thì vào cái cho đi support luôn nha. Lại ăn suy yếu. Khó chịu thật. Bắt đầu vào ải vực sâu rồi. Có mấy cái bỏ mẹ này. Khó chịu thật. Cái thủy tinh nó rơi. Khó chịu ghê rồi nha. Rõ ràng quả đấy không phá được giáp nên
nguyên giáp mà tại sao nó đã chết rồi? Hẹo mi gì là biết hẹo rồi anh em, nhìn cái con đấy nó chuẩn bị lao vào mình là mình biết ra đi rồi, nhìn cái con đấy nó lao vào mình là mình biết là mình ra đi rồi. Chính sân lâu mày bực thật, quá bực, bực 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 bực. Đấy, ngày xưa đi ải rất nhanh, bây giờ đi ải lê nhê thật sự anh ạ. Vâng, càng ngày càng khó, kể bây giờ gọi vai lớp su hay là dt nhấc vào gánh cũng lâu anh ạ, không còn nhanh như ngày xưa nữa. Bây giờ mày lê nhê gần 2 phút. Tiết là mày lại dí vào mặt tôi không? Mẹ mày lên xe anh em, cùng hẹo vãi thật. nhìn nó thả vào mình rồi, nó kiểu nó target vào mặt mình rồi, không chạy đâu được anh em, bắt buộc phải lên xe vào đấy. Dính nó ta ghét vào mặt rồi anh em ạ. Đấy anh em nhìn tập toán 3 phút rồi, khoải nhỉ. Bây giờ ải nhức khó thật sự, không đơn giản như ngày trước nữa, không đơn giản một tí nào anh em. Khoải, khoải, không đàm nổi, yếu quá rồi. Bây giờ phải thức tỉnh vũ khí lên thì mới chơi được anh em nhé. Ok đây, bây giờ thức tỉnh vũ khí lên thì mới chơi được, nhưng mà thức tỉnh vũ khí chát chúa quá anh em ạ, nghĩ bỏ là 5-6 triệu. Đấy, bắn đỏ rồi, từ từ anh em nâng cấp nào, thành tựu nào, xem nhặt được cái thành tựu gì nha. 25 lõi Hamburg rồi, 11 rồi, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ui vừa đẹp, vừa đẹp 20 luôn anh em. Ờ xong được quả này nữa luôn, 35 điểm nữa. Ngon, 5.000 điểm rồi. Anh em ơi. Ải kia bao nhiêu nhỉ? Ải 14. Ải 14 được 5.600. Ui vậy thiếu tầm khoảng 100 điểm, 500 điểm nữa. Chắc đi được đến ải 14 đấy. Hôm nay là thứ mấy? Hôm nay thứ 3. Ờ, có khả năng. Có khả năng anh nha. Có khả năng thôi nha, nhưng không biết như thế nào. Có khả năng thôi anh em nha. À đây. Ờ, anh em hôm qua tôi đã mẹ mình lên như chai hát đi qua được cái ải 45 này rồi. À chưa qua ải 45 anh em ạ. Mới đến được con boss thôi nhưng mà qua được cái ải 45.4 với ải 45.7. Thề luôn, bây giờ cứ cái chấm 4 này nó dã man kinh khủng như nào anh em ạ. 45.4 và 45.7 thật sự nó rất áp lực anh em nhé. Thật sự với các bạn, bây giờ nó cứ có chấm 4 này, bắt đầu từ ải 44 trở đi, 44.4 này, 45.4 này, thật sự là cứ qua được cái ải đấy là nó nhàn như quá nhiều anh em ạ. Còn không qua được thì anh em ngồi khóc ở đấy luôn. Thật sự không qua được chỉ muốn ngồi khóc ở đấy thôi anh em. Qua được thì chỉ muốn ngồi khóc ở đấy thôi. Đã biết nhìn đạn nhiều quá, không biết lúc nào đạn mình bắn ra và đạn mình với đạn của con
Thằng kia bắn già nữa. Ôi ôi, hỏng rồi, hỏng rồi. Ôi ôi, mẹ nó lặn mất chứ. Ê, cay nhờ. Ăn được không anh em? Không kịp. Nhưng mà vẫn kịp ăn con này thôi anh em đúng không? Quả đấy mình không chết con gì nhở? Không chết cái con... không chết Lina của mình là mình ăn được thôi anh em đúng không? Đúng có tội đánh cái map này khó nhìn. Vì lúc này con này lúc nó ném đạn ra mình không nhìn thấy cái gì, không biết là đạn của mình hay đạn của nó nữa. Với cả Lina lại còn thêm cái đàn cắn lóc đi theo nữa. Đấy, cái đạn đấy không biết là đạn mình hay đạn nó đấy anh em. Đạn nó anh em đúng không? Qua này đúng không anh em? Đây thì đến đây thì qua chặt rồi còn gì nữa đúng không? Đến đây chỉ việc xả đạn mà thôi. Vừa nãy mình đứng gần nó quá, thế mình không để ý đúng không? Đứng xa xa một tí. Đấy, giờ xong con rắn ải 45 đấy anh em nhá. Qua ải chưa 45 anh em, đây lấy cái bút này qua chưa? Nhưng mà chỉ đánh boss thôi, còn đi ải đây anh em vẫn phải lấy tên lửa với cả bây giờ cứ tên lửa ấy. Nhiều lúc tên lửa không được đâu anh em. Hôm qua anh em biết làm sao tôi qua được 45.4 đâu? Anh em qua biết tôi qua được nào? Qua bằng cách lấy đạn từ trường anh em ạ. Lấy cái vòng ấy, vòng sáng ấy, tự nhiên lấy cái vòng sáng lại qua. Hố đen không qua, tên lửa không qua anh em nhá. Nào, ải 46 này anh em này. À, chúng ta sẽ ải 46 này. Cùng đến với ải 46 anh em nhá. Đấy, đúng không? Nhiều lúc thì cứ nghĩ combo lửa với hố đen qua nhưng mà lúc ấy lại không hợp. Mẹ tự nhiên lấy đúng combo mẹ với ba cái vàng lại qua. Chả hiểu kiểu gì. Nhiều lúc cũng bịp lắm anh em nhá. Mà rõ ràng trước đó mình cũng thử rồi. Mẹ ải đâu á, thấy nó vất vả này. Mãi thật, ải đâu á, thấy nó vất vả rồi. Đúng là ải đầu không có bút đấy. Vất vả thế nhỉ. Thích đấu lại rồi anh nhá. Đấu không có bút đấy, nhìn bắn sai. Cảm giác đang bắn bút quen đấy, đang được bút quen đấy, các kiểu không có bút là bắn cứ ngượng ngượng tay nhỉ. Chạy đâu khỏi nắng bây giờ. Hai con này đến chỗ nó đứng ạ. Đấy, qua được phát đầu rồi anh em ơi. Đấy, hôm qua nhá. Đấy, hôm qua tôi lấy cái lực từ lực trường mạnh cho tôi qua này anh em này. Ảo ma thật đấy. Hôm qua lấy hai cái đấy qua được cái ải đó. Nhưng mà càng ngày ải lên trên toàn cơ đẹp anh em ạ. Đeo quái được. Mấy ải dưới đơn giản thế lên trên.
như mưa này. Chịu thật sự anh em. Chịu quá. Đúng không? Càng ngày cờ đẹp càng nhiều. Thời không hỗn loạn. Lại chơi combo tím xem là đi được đến nhà kia không anh em nhé. Ô, vẫn còn cả chim cả cắn nóc à. 5, 6. Áp lực thật sự anh ạ. Máy này có cung kích nữa, dọn cờ đẹp nó cũng nhanh. Có cung kích dọn cờ đẹp nó cũng nhanh đi, đúng không nhỉ? Đây, bắt đầu vào đây, bắt đầu vào đây là khoai anh em này, ải này. Ải 4 này bắt đầu khoai này. Ải 4 này bắt đầu seri cờ đẹp ra mắt này. Mày bắt đầu này. Một lũ nhảy lông bông. Á, à, hai thằng kia nó cứ gì. Hai thằng bỏ mẹ cái đi đâu nó cũng dí thế thì. Dí thế gì? Ai, khoai, đúng không? Ải 4 bao giờ cũng là một cái ải gì đó. Rất khó chịu như anh em nhé. Tạm lại năng lực này anh em. Cái năng lực này không chơi được ải 4 này. Tên lửa này. Lửa to đâu. Mẹ đúng cũng được quả tên lửa. Mưa tên lửa này. Có gì đây tên lửa. Ôi nhẽ phải lấy sao chép chứ đúng anh em, đó rất khoai nhá, đúng không, rất khoai lang củ lạc. Mẹ ít tôi đánh như này. Nào ra mà thở rồi anh em mày. Cho anh em thở đi. Đít tận mót con nhà người ta đấy thì. Thở nào được. Hai anh trai. Hai anh trai không cho người ta thở à. Thôi chịu rồi anh em. Hai anh trai thì không cho thở. Hai anh trai thì không cho thở đâu. Hai anh dài đi kiểu đạn đuổi ấy. Đi in đâu lại dí tận đấy đúng không, còn có sao chép cơ nhỉ. Lực từ trường, lực từ trường này. Hôm qua mình qua bằng cái này đánh bằng kẻ địch dũng mãnh nhỉ. Thử phát nha anh em. Mẹ vấn đề hai con bỏ mẹ đi đâu nó cũng dí tận đít mình, đi đâu nó cũng dí à, khổ thật. Thật tệ. Anh dí em vừa thôi. Dí em nhiều quá. Lại thêm một anh nữa ra dí à. Chịu thật. Thôi nha anh em. Thôi nha.
bỏ đi. Vài ngày đi được một ải thôi, yếu không không đi được nhỉ, đúng không? Yếu thì đừng có ra gió, các cụ bảo rồi, yếu thì đừng có ra gió, yếu thì đừng có ra gió để làm cái gì cả. Ok đây, hôm nay chắc không có gì rồi nha, hôm nay chắc cũng không có gì đâu anh em nhé, chỉ là clip làm nhiệm vụ hàng ngày bình thường mà thôi, theo mình nghĩ là như vậy. Mọi thứ trong shop, à mua cái này, mọi thứ mình vẫn thấy đây anh em nhé. Quả cuốc hồng ngọc mình chưa mua này, tuần này mình chưa mua anh em này, mua thôi, mua 10 cái thôi, mua nhanh em nhé. À, mình tích đâu đó trong khoảng được 100 bao nhiêu cái rồi nhỉ, cuốc mà mình được 100 bao nhiêu cái anh em nhỉ, cuốc hiện tại mình đang có 150 cái rồi nhỉ, được một nửa đấy đúng không, được một nửa chặng đường rồi đấy, 150 cái là một nửa chặng đường đã đi qua rồi đấy anh em, một nửa chặng đường đã đi qua rồi đấy, chúng ta còn thiếu 150 cái cuốc đỏ thôi là ok rồi. Ok đây, clip này không có gì đâu. Hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo nhé. Để xem có gì mới mẻ hay không, chia sẻ với anh em. Thank you và bye bye.